Đây là địa điểm bánh pháo bông ở thành phố Tây Ninh nha các bạn. Thì vâng thưa các bạn, bắt đầu là bây giờ là đang rồi bắt đầu rồi. Happy New Year, chúc mừng năm mới, quá đẹp luôn. Đẹp không em? Hãy subscribe.
đẹp không khen, giúp lại giúp lại, bóng đâu này, bóng thu nhỏ này. Còn nhiều lắm, còn lâu. Chưa đâu dấu, còn nhiều, còn lâu. Đâu đây? 5 phút rồi. Cái gì? 5, 15 phút, cái này 5 phút rồi. Ôi trời ơi. Đây nè, đây nè. Oh! À, nó hết đâu? 15 phút nè. Tây Ninh. Nên tới chơi chơi 15 phút chứ ai chơi. Ờ, mèo bọt đến nơi khác đâu. Đã con. Dâu đẹp không con? Bắn 15 phút rồi cháu, tay nên chừng chơi lắm. Quả lên mấy bao nhiêu tiền đấy cháu? Bắn theo bài đấy. Dạ? Bắn theo bài đấy. Đứng qua chỗ này. Chỗ này đứng không được. Cái này đang quay chứ. Dạ đúng rồi. Đây cho làm. Quay nào đến đây. Tây Ninh chơi lúc nào 15 phút đúng không ạ? Lâu lắm. Rồi. Wow. Nhìn thực tế đẹp. Wow! Chưa còn nữa. Thank you.
vườn nó mới, nên rất là chịu chơi. Đây. Năm nào cũng thế đó. Ơi, chín tiên mà, chín tiên mà. Đó, 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 này, chín tiên đó. Ghê không, ghê không? Năm nào cũng bắn cho đó chưa còn nữa chú. 15, 16 phút rồi. Ở đâu cũng vậy hết á. Nên tiếp tục chịu chơi. Không thấy gì luôn. Đây là tỏ sáng. Chưa còn cái nữa. Thế rồi. Chưa chưa biết. Tắt ngóm cái điện này. 15 phút, đúng 15 phút luôn. Đúng 15 phút. Ra kết thúc. Nhẹ nhàng mình đốt. Đúng 15 phút. Bây giờ về lượt mình về đốt. Giờ chúng mình về mình đốt pháo hoa thêm nữa. Ôi.